Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh của Đồng Nai, các bác sĩ đã vừa tiếp nhận và điều trị cho 6 trường hợp nghi bị ngộ độc chất gây nghiện khi uống rượu kèm theo một loại thuốc lạ. Các bệnh nhân gồm có 5 nữ, 1 nam, độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi, đều ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai. Theo đó, có 2 người bị ngộ độc nặng. Đến sáng nay, hai bệnh nhân nặng này vẫn còn dấu hiệu ngộ độc nhưng đã cai máy thở, tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bốn ca còn lại tình trạng cải thiện đã được xuất viện trong đêm qua 22 tháng 3. Thông tin từ người nhà các bệnh nhân cho biết vào tối 21 tháng 3, các bệnh nhân có uống rượu kèm theo một loại thuốc nhưng không rõ là thuốc gì. Sau đó các bệnh nhân đều rơi vào trạng thái lơ mơ, tím tái, mệt, chóng mặt, tê tay chân nên được người nhà đưa vào bệnh viện để cấp cứu.